Nói chung là team này sẽ từ 25 đến 34, em sẽ độ tuổi hoàng kim của chơi cờ tướng với cả cả uống trà đá ở Việt Nam. Bây giờ họ vẫn đang chinh chiến tại một tựa game yêu cầu phản xạ rất cao. Và đây thì đã hạ C4 thành công dành cho Steel Helmet rồi. Retake 2v3 đang là những góc bắn chéo khá đẹp. Và đây CL Saga vẫn chính xác. Shunter vẫn quyết định đổi đua Baretta sang USP để đấu súng tốt hơn ở tầm xa rồi. Nhưng có vẻ như là không có kit. Và bạn bỏ đua Baretta thì tôi lấy luôn. Shunter yếu lắm rồi, 8 HP còn lại, jump shot thành công. Và đó là điểm golden đem về tới từ CL Saga. Và bây giờ thì chỉ là cuộc đi săn đến từ bên phía của Steel Hermes mà thôi. Ai cầm Mark 10 thì xông ra những vị trí quan trọng trong khu vực short để có thể đẩy kill. Đây không? Captain Mo tới ngay. Không thể để cho những người em của mình liên hoan như vậy được. Captain Mo phải tới với những khẩu Mark 10 để lấy lượng bonus tiền cho những round thi đấu tiếp theo. 2-0. Tay và phản xạ ở thời điểm này sẽ không thể quá nhanh so với các thành viên của NBK Gaming nữa. Đang là tiếng nhá để trả lửa tới từ Flamers. Đứa tôi bắt đầu di chuyển ra rồi, tham mình lỗi. Nhưng tiếng bắn thì lại không quá chính xác, đi đi giạt vào và có cho mình cái mạng Flamers. Tuy nhiên ở trong Firebox còn đó là Risky Mob. Một cái pha thí người đồng đội của mình là rất sâu. Nhưng quả bom, quả bom đặt như thế nào đây? Nhìn thấy một vài người tới được vị trí của Risky Mob rồi. Quyết định có đấu súng xảy ra, ste giạt lên. Và ba thành viên bên phía của Steel Helmet đã nằm. C4 thậm chí còn chưa kịp hạ xuống. Tiếp tục là lửa được trả vào khu stair, đúng hơn là ram. Bây giờ thì Xeo Sage yếu lắm rồi, không có góc để có thể di chuyển nữa. 2v4, thùng default cũng đã có smoke được trả ra để có thêm phạm vi di chuyển. Để Risky Bob phản xạ tốt, một mạng trước khi phải nằm lại mà thôi. Nhưng C4 đang rơi xấu như này thì làm sao để có thể thu hồi dành cho DD. DD làm một cái nhiệm vụ người đồng đội để lại. Ui rồi ôi. Còn ngày hôm qua khi mà gặp Fake Clan thì Khan bên phía NBK Gaming đổi tên thành Khấn. Khấn. Nhưng mà ngày hôm nay Steel Helmet thì quay trở về đúng cái bản ngã của mình, và DD vừa rồi vừa tặng một viên AK vào đầu của 18. Ô kìa. Cũng chỉ là một pha đấu súng thôi, việc gì DD phải nhẫn tâm tới như vậy. Hoặc có lẽ trong tiếng sới cơm trước đó thì 18 có một cái lời chỉ trích gì với người đồng đội của mình chăng? Nói vui là như vậy thôi nhưng chắc là cũng lỡ tay. Ở đây thì với One Way Smoke Lear không hạ được thành công đi vị trí của AE. Và Khan đây rồi. Bỗng dưng thì Captain Mo lại lòi đầu ra cho Khan được free shot. Có lẽ là cũng sẽ biết thêm của Connect này còn một ai đó. Bom đang được mang về A. Đi đi đang muốn bỏ trườn nhưng phía sau là có là hai người đang đứng chờ đi đi. Xeo Sage cũng dính đạn và còn lại 21 HP. Đi đi lẩn phía sau làn khói. Và đây rồi, tìm thấy lại vị trí của Flamers. Tiếp tục kê ra khu vực jungle để cho những người đồng đội của mình lên. Nhưng vấn đề là họ chỉ còn một quả smoke nữa thôi. Quả smoke này sẽ che đi jungle. Và bây giờ ra phải đấu với cả Risky Bob ở khu vực city. Hai player di chuyển lên từ ram cũng như lầu đều đang yếu rồi. Khan cũng đã về tới nơi. Kết quả không thể tốt đẹp dành cho Steel Helmet được. Đấu súng tốt đến từ DD. Gỡ lại được một mạng hạ gục. Xeo Sage không thành công. Và đó là hai mạng dành cho Khan. Tiến công của bên phía Steel Helmet rất lâu. Với một bộ bom kín mid ở trên người. DD đang muốn pick ở mid. Đối phương đã kéo AK lên tới nơi. Và DD không kịp bóp cò. Khan tiếp tục truy đuổi. Và có lẽ là các thành viên bên phía Steel Helmet họ lại phải quay trở về khu vực lầu B mà thôi. Nhưng Shatter cũng đã có mặt trên lầu rồi và đang đón chờ các thành viên Steel Helmet với một khẩu MP9 trên tay. Một cái lối chơi thực sự là áp lực tới từ NBK Gaming ở khu vực lầu B. Hai top mid bắt đầu pop flash để di chuyển ra và Lia có thông tin rồi, thậm chí cấu thêm được nửa bình của Xeo Sage nữa. Và đây thì giạt ra quá dễ dàng dành cho khẩu M4 trên tay của Lia. Nào, số báo danh 02 sẽ có double pick thôi nhưng đổi vị trí là tốt. Tiếp tục có người cover và Flamet hạ gục thành công Xeo Sage trước khi Risky Bob lấy về cái đầu của ai ở tại khu vực bom sai B. Và tỷ số sẽ được gia tăng lên là 3-2 dành cho NBK Gaming. Famous muốn đẩy lên ram, phát hiện ra cái vai của đối phương. Nhá dẻo thật, chừa hẳn một bờ vai to tướng. Và bây giờ thì Xeo Sage đống súng cả hai bắn cùng chớ luôn. Nhưng Xeo Sage là người chiến thắng vị trí Risky Bob, sau đó headshot đi vị trí Flamers. Nhưng vẫn còn lìa 18. Ôi cứu tôi. Trời ơi. Quái quỷ gì xảy ra tới từ 18.
tám vậy? Bắn sau lưng khó tới như vậy ư? Bây giờ thì phải quay trở về và nhặt C4, sau đó thì có lẽ sẽ di chuyển về bom B thôi. Medidi đã clear hoàn toàn khu bom B này rồi. Sẽ có thì móc jungle ở đây, nhưng đây là thời điểm mà Sunter quay trở về cũng đã kịp đinh, và giờ thì là hai thương binh hạng nặng. Khan không kịp đổi, nhưng tiếng 1v2 full bom này thì nó làm một cái lợi thế vô cùng rõ ràng dành cho Khan. Đi đi 5 máu, Xiao Sage 35 máu. Tình huống bắn làm tôi phải lặng im. Khan, đối phương đang đứng ngay ở trong bom sai mà thôi. Đặt bom xong là đứng trên ngay quả bom, không hề di chuyển. Và đây là cơ hội dành cho Khan. Nhưng đó là một tớt bắn tốt đến từ Xiao Sage. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng trận đấu giữa Nemiga và Steel Hermit tôi đánh giá nó còn hay hơn rất nhiều so với trận thi đấu giữa FlyQuest và Vitus Pro. Độ căng thẳng thì nó không bằng, nhưng nhịp độ thì là luôn dồn dập luôn. Ai tay vào trong cùng bom sai hạ cũng tìm chịu liều. Lemus double kill, nhưng người ta không thể làm gì hơn. Sato về cứu người, có cả vị trí của Risk Game hạ cũng đi vị trí của Selsage. Đi đi ăn một trái nếp, và đó là kết thúc 7 round thi đấu trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Hai AK sẽ tới từ DD cùng với Xiao Sage, bọn đang ra mid ở tại round thi đấu này rồi. Nhưng không có một quả smoke mid nào cả, Flash trả ra bốn người mù trắng xóa. Và đó là quá dễ dàng dành cho Lear. Phát hiện ra một người trên khu vực top mid nhưng không được, DD đổi mạng thành công, lửa trả xuống khu underpass và sẽ có repick tới từ Flammers ở đây, nhưng cần phải có Flash cơ. Flash là trắng nhưng bắn thì lại không quá tốt tới từ Flammers trong tình huống xử lý vừa rồi. Một máu còn lại tới từ Xiao Sage. Được di chuyển vào tương đối thuận lợi. Khi mà thời điểm này thì Santer đã đẩy ra khu vực short rồi. Bây giờ chỉ cần có một cái gì đó để che cho hai thành viên bên phía Steel Hermit vào được bom sai là tốt. Vấn đề đó không có cái gì để che cả. Người đi đầu đã nằm xuống và còn lại một mình AE để cố gắng clutch trong tình huống của VS2. Một nhịp đặt vất rất dài đến từ vị trí của AE, nhưng nó không đem lại được điều gì cả. Bây giờ hai người đã về tới nơi, một khẩu op cover lại cho vị trí của Santer. AE không thể vượt qua được Khan, và nó là chiến thắng dành cho bên phía của Nemiga. Chuyển với đồ đạc thiếu thốn như thế này thì lại là một quyết định đẩy vào cục bi short như kìa. Không có đồ gì che chắn. Bây giờ Khan một góc nhìn nét như Sony, tiếp tục ở cục top mid vẫn còn hai player bên phía Steel Hermit. Tôi đồng ý là hai người lầu B có cơ hội đi vào, nhưng hai người di chuyển ở khu vực catwalk thì làm sao mà qua nổi khẩu ốp, chưa nói đến việc Risky Bob đã có mặt trong khu ladder. 18 đang bò, và tên bò này tham minh để có thể di chuyển qua khu vực mid vào đến B-shot. Được vượt qua làm sao được vị trí của Risky Bob đây. Check lại ladder, ok, check không kỹ. Risky Bob vẫn còn ở trong ladder và sẽ là bắn rụng quả C4 này. Tiếp tục là Sater hạ gục đi người ở lầu B, đi đi bắt được lại vị trí của Lear. Nhưng vẫn còn Sater ở đây. Nào, có vượt qua được Sater hay không? Đấu súng tay đôi, góc chỏm đầu. Sater nằm xuống bởi 18, nhưng quả C4 lại đang rơi ở short cơ. Và thậm chí là thêm một lửa nữa được nhồi vào. 11 giây còn lại, họ phải khấn làm sao cho hôm nay trời mưa ở Mirage. Nhưng rất tiếc là từ lúc sinh ra đến giờ chưa có một cơn mưa nào đến với Mirage. Rút dao ra định chém. 18 hạ gục đời đi vị trí của Khan. Mượt mà thì hơi khó. Đã găm được người vào trong khu vực jungle rồi. DD sẽ tới trong bất ngờ. Ngay lập tức có mạng của Khan. Nhưng bây giờ thì L sẽ chú ý đến khu vực jungle. Một mạng cho Lear, tiếp tục có nết được dội ra con nách. Và đó là một trái nết giữa mặt Captain Mo. Captain Mo đánh đầu quả nết vừa rồi. Và sau đó là Lear thêm được một mạng của AE. Và phải nằm lại trong tay của 18. Ở đây Xiao Sage đang chờ. Rút kiếm ra rồi. Và cuối cùng thì vẫn phải sử dụng tech tài, chứ không phải là một chạy vào A thì có một người đang đứng ở ram chờ rồi. Check. Ui, check kỹ quá. Check kỹ thế này thì chết cả hai luôn. Bom flash bắt người ở khu vực underpass, nhưng sau đó 18 đã đổi mạng cho người đồng đội của mình thành công. Ui, đi vào bom A như trốn không người luôn. Và chính thức là bom A không có người nào của Steel Helmet. Bây giờ thì họ muốn di chuyển công tác về đâu đây? Một người vẫn đang găm trên khu vực lầu B, và quả C4 lại được quân về lầu B rồi. Ui, nhảy nhảy. Ui, đây ôi, tới nơi rồi. Leo đang chờ sẵn ở đây. Bằng một phép thần kỳ nào đấy, Captain Mo ngửi thấy mùi lạ lạ ở trong cơn gió. Anh ta đã quay trở lại lầu B cùng với những người đồng đội của mình. Vẫn có một trái smoke để có thể cản bước của các thành viên bên phía Steel Helmet. Sater đã nhìn thấy đối phương. Trong khi đó thì 18 cũng không kịp nhận ra là viên đạn vừa rồi bay từ đâu. Nào, tiếp tục hai người về lầu B. Có flash không?
đi bỏ chạy vào luôn. Hạ gục đứng im chịu Shatter nhưng không bắt được Khan. Khan sẽ lủi đi để có thể sinh tồn thêm trái smoke được trả ra. Và người còn lại đó chính là Captain Mo. Anh Mo! Không được rồi. Không được rồi. Đồng xe thì vẫn liên tiếp là đẩy, không đẩy lầu thì sẽ là đẩy RAM. Một cái lượng thông tin quá vượt trội tới từ Nemiga Gaming. Bây giờ Lia đang tò mò nhưng mà shot có người bắn vào gáy không? Có vẻ như đã nhìn thấy vị trí của DD đi qua rồi. RAM bắt đầu đẩy sâu hơn tới vị trí của Flamers. Trong cái đó thì Khan sẽ cố gắng có những cái bước nhìn từ khu vực triple bắt qua. Và đạp lửa sẽ là double kill tới từ DD. Con lửa đó thì phải nhảy xuống chứ nhờ, sao lại chui vào đấy để nó đốt được lâu hơn à? Thậm chí lại còn dẫm lên nữa. Đi vào cái chỗ bé tí không thể thoát ra nổi. Risky Bob đang kê ngược lại. Ui dồi ôi, ngây thơ chưa. Sao xa ghe nằm xuống và sau đó là 18. Nhưng ở đây thì Captain Mo mới làm được một mà thôi. Là đấy rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với lượt thi đấu Second Half. Và hiện tại chúng ta đang có một tỷ số là 9-3 nghiêng về cho Nemiga Gaming. Nếu như thua cái Pistol Round này nữa thì Stevemus sẽ là vô cùng khó để có thể comeback được ở tại chính map pick của mình. Sẽ là một bài đánh từ khu Underpass lên và sẽ cố gắng chiếm đi ở khu vực Jungle. Đây rồi, ba người ở khu vực Underpass bắt đầu di chuyển lên, 18 đã bị đinh. Tiếp tục là muốn jump shot đây tới Risky Bob và thành công, đẩy lâu B cũng không được. Ai đổi được một. Nhưng CL Sage thì đã ra đi rồi và Captain Mo cũng nằm xuống, chỉ còn lại một mình ai đã lộ vị trí trước đó mà thôi. Đi rồi, Steel Helmet ơi. Quá vượt trội là những gì mà Nemiga Gaming họ đang trình diễn ở trong trận thi đấu này. Họ đang có một cái tâm lý thực sự tốt ở trong trận thi đấu này. Bây giờ thì shot đẩy ra được bắn trước nhưng Captain Mo lại chưa cho thấy sự chính xác với viên DE của mình. Bom xe thì gần như đang được bỏ trống khi mà chỉ cố gắng giữ khu stay mà thôi. Tiếp tục có đấu súng xảy ra và 18 yếu rồi. Jump shot luôn. Một mạng Risky Bob. Đi đi hạ gục thành công. Đi một người. Và đang là đối chút lợi thế hơn người. Captain Mo lần này đã chính xác rồi. Hơi bay quá tới từ Nemiga Gaming. Và Santa làm sao để có thể bắt thành công đi đi đây khi mà đã có người di chuyển về jungle để hỗ trợ rồi. Flamers cũng lộ ra. Chưa có double pick. C4 sẽ đặt ở đâu đây? Ai thì đang cố gắng móc về RAM. Sẽ cần phải nhanh hơn. Cố gắng tìm kiếm những tiếng đấu súng tới từ Flamers ở đây. Và táp thẳng vào đầu của CL Sage. Tiếp tục giạt ra và double kill dành cho Flamers. Mọi sự đang trở nên khó khăn dành cho bên phía của Nemiga. Thì hai cú táp đã quân mình cách biệt với người. Nhưng ai đang vòng móc ở phía sau. Người ta đã bị kê lại rồi. Đi đi có cho mình cái đầu của Flamers. Nhưng bây giờ phải vượt qua được Shatter. Một khẩu Gali ở trên tay. 35 viên đạn không giải quyết được vấn đề. Và bây giờ tất cả lao vào USP với nhau. Thậm chí Hennet đã trúng người với chiếc Shatter rồi. Cuối cùng thì đi đi với 30 máu đã cứu lại được round thi đấu vừa rồi dành cho các thành viên của bên phía Steel Helmet. Nhưng thời gian không đủ rồi. 11. Bây giờ bắt đầu đổi góc. Nhưng mà phía sau làn khói liệu tài năng trẻ tên là 18 nhưng 29 tuổi có thể đủ nhanh trước các thành viên về phía Nemiga không? Thậm chí là Captain Mo cũng đang hỗ trợ cho người đồng đội của mình Khan. Một giạt. Ở đây rồi, 35 viên đạn sấy thoải mái. Và thậm chí là 18 không bắn được viên nào luôn. Ai bị hạ gục và sau đó là Xeo Sage. Đi đi, bắn trước vẫn thua. Captain Mo đắc một kill nhưng sau đó vẫn phải nằm lại. Và đó là 12 round thi đấu dành cho bên phía của Nemiga. Thêm một trái flash được trả để hỗ trợ cho hai người đồng đội di chuyển lên từ Underpass. Captain Mo vẫn còn đang bận để chọn xem mình nên đứng chỗ nào. Suy nghĩ rất cẩn thận. Một cú xiên đôi với khẩu scout trên tay nhưng sau đó bị Shatter hạ gục. Vẫn còn 18 ở khu vực Iram. Không có ai đi Ram lên cả. Và turn này sẽ phải bắt hết những người đi từ con Connect vào. 18 không làm được gì thêm. Và có lẽ đến đây rồi, đến đây là hết rồi. Molly được trả vào. Sau Sage có cho mình cái mạng của Khan. Sau đó thì Flamers hạ gục đi được đối phương. Nốt vị trí của DD. Đối phương 4 thương binh rồi. Làm gì có cái phép màu nào dành cho DD ở đây. Flat vẫn đang được pop để pick người ở CT. Và thậm chí là chỉ một viên AK thôi. DD ngã ngửa về phía sau.